Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biden đắc cử Tổng thống, kẻ vui mừng người thất vọng. Người gốc Việt ủng hộ Đảng Dân Chủ Mỹ vỡ òa sung sướng khi kết quả của bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 cho thấy ông Biden đã đắc cử, trong khi những người ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump cảm thấy thất vọng và không tin là ông Biden chiến thắng. Vào hôm thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2020, sau khi vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết, ứng viên của Đảng Dân Chủ Biden được hầu hết các mạng lưới truyền thông loan tin đắc cử Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh ông Biden vui mừng trước chiến thắng trong khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia vẫn chưa công bố quyết định cuối cùng. Tối cùng ngày, ông Biden đã có bài diễn văn tuyên bố chiến thắng trước quốc dân, trong đó ông kêu gọi đoàn kết và nêu lên những ưu tiên trong chương trình nghị sự của mình. Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thừa nhận thất cử, cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận và đã khởi sự hành động pháp lý. Từ thành phố Riverside, bang California, cô Nguyễn Minh Hà, thành viên của Hội đồng Người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Biden cho biết cô vui mừng muốn khóc. Trong gia đình chúng tôi ôm nhau khóc cười với nhau, bạn bè chúng tôi gọi nhau qua Zoom để nói chuyện. Cô nói và cho biết trong ngày 21 tháng 11 cô và bạn bè trong hội sẽ tổ chức hai bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của ông Biden. Sau 4 năm tranh đấu không ngừng, cuối cùng thì chính nghĩa cũng đã thắng gian tà, sự thật đáng điều giả dối, cô Minh Hà đã nói như vậy. Cô vốn tích cực lên mạng xã hội vận động bỏ phiếu cho ông Biden. Và người dân Mỹ đã chọn một người thực sự quan tâm đến họ để làm tổng thống của nước họ. Cô miêu tả cảm giác cô cho là được giải thoát sau 4 năm qua dưới chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump. Giờ đây tôi không cần phải theo dõi tin tức mỗi ngày với cảm giác lo lắng rằng không biết Tổng thống Trump sẽ tiếp tục làm điều gì để dân chúng cảm thấy xấu hổ với thế giới. Cô tán dương bài phát biểu chiến thắng của ông Biden và muốn đoàn kết mọi người chứ không hề nói những lời chia rẽ. Cử tri này cũng chỉ ra việc ông Biden ngay lập tức thành lập ban đặc biệt chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán là bằng chứng cho thấy ông Biden quan tâm đến người dân vì dịch bệnh liên quan đến sinh mạng, sự sống chết của người dân nên là vấn đề lớn nhất. Cách làm đó cũng thể hiện sự khôn ngoan vì nếu giải quyết được dịch bệnh thì sẽ giải quyết được vấn đề về kinh tế luôn, cô Hà đã dự đoán như vậy. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động tiến trình khởi kiện lên tối cao pháp viện vì gian lận phiếu bầu. Về cáo buộc của ông Trump là phe dân chủ gian lận phiếu bầu, cô chỉ ra rằng ông Trump đã đưa ra rất nhiều thuyết âm mưu từ lúc ông tranh cử. Chẳng hạn, cựu Tổng thống Barack Obama không sinh ra ở Mỹ, nên cô không tin. Cô Hà sống trong khu vực mà cô gọi là vùng đỏ, tức là đa số người dân ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Theo lời cô thì sau khi có tin ông Biden đắc cử, không khí nơi cô rất im lìm và không có ai ra ngoài ăn mừng. Cô nói cô thông cảm cho những thất vọng của những người ủng hộ ông Trump, nhưng không chấp nhận việc họ tin vào thuyết âm mưu rằng cuộc bầu cử này có gian lận. Phản ứng đó của họ là rất sai trái vì không thể chấp nhận được. Những người đếm phiếu là những người dân bình thường, họ tình nguyện đem thời gian, công sức để đi làm, mà theo ông Trump nói là gian lận thì không bao giờ có thể chấp nhận được, cô nói. Cô cũng cho biết anh trai của cô, một người ủng hộ Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ nhất, cũng đang rất thất vọng. Facebook của cô Hà cũng đã bị những người ủng hộ ông Trump báo cáo nên cô đã bị tước tài khoản. Tuy nhiên, cô cho rằng nỗi buồn của những người ủng hộ ông Trump sẽ chóng qua đi, rồi họ sẽ thấy cuộc sống dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Biden sẽ là cuộc sống bình an, hạnh phúc, cô nói tiếp. Và trong khi đó, thì vấn nạn tin giả cũng tiếp tục xảy ra trên mạng xã hội. Trong khi đó, anh trai của cô, Minh Hà, thạc sĩ Trung Nghĩa, tay guitar quen thuộc trong nhóm cộng đồng người Việt, hiện đang sống ở thành phố Westminster, bang California, cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết, ông không chấp nhận việc ông Biden tuyên bố là Tổng thống đắc cử. Ông nói, báo chí Mỹ loan toàn tin giả vì đài báo không có thẩm quyền để tuyên bố ai là người chiến thắng cử. Ông lặp đi lặp lại luận điệu của đa số những người ủng hộ ông Trump như vậy. Đây là hình ảnh trong tổng số phiếu bầu, ông Biden hiện dẫn đầu với 77.271.279 phiếu trước ông Trump với 72.182.379 phiếu. Đây là số lượng thống kê được đăng tải trên Cook Politics Report lúc 15 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2020. Ông nói, khi nhận được tin ông Biden được tuyên bố thắng cử, cảm giác của ông là rất là thất vọng vì sự gian lận quá trắng trợn. Tôi cũng thấy buồn vì nước Mỹ rơi vào tình trạng quá xấu như vậy, ông nói và cho biết mọi chuyện phải được giải quyết ở tòa án tối cao của Mỹ. Ban vận động tranh cử của ông Trump đã khởi kiện một số vụ việc ở các bang khác nhau tại Mỹ, nhưng đã bị bác bỏ.
hiện tại chưa có thông tin gì về vụ kiện bầu cử của ông Trump được đưa lên tòa án tối cao. Ông Trung Nghĩa cho biết bản thân ông khi đi bầu cũng gặp những chuyện khác thường, nhưng ông sẽ không báo cáo vào đường dây nóng thu thập bằng chứng của Đảng Cộng Hòa, vì theo ông đã có quá nhiều người có bằng chứng rồi. Cử tri này cũng bác tố cáo cho rằng ông Trump đưa ra các cáo buộc gian lận không chứng cứ. Ông nói, người ta là lãnh đạo nắm vận mệnh đất nước thì không có chuyện nói quá đâu. Chỉ ra việc các đám đông khổng lồ tham gia các buổi vận động tranh cử của ông Donald Trump so với con số bên ông Biden, ông Nghĩa đặt vấn đề như sau. Vậy thì số phiếu phổ thông sẽ là sao? Tất cả 70 triệu người Mỹ đều muốn ông Trump thắng, đó là chính thắng tà, ông Nghĩa nói, ý nhắc đến số phiếu phổ thông mà ông Trump đã giành được. Và nhà văn Nguyễn Viện cũng đưa ra nhận định có vẻ trung tính hơn nhưng vẫn nghiêng về phe của ông Trump như sau. Dù ai làm Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới thì cuộc bầu cử này cũng cho thấy số người yêu và ghét ông Trump khá cân bằng. Cho dù truyền thông trong 4 năm qua không ngừng mô tả ông Trump như một kẻ xấu xa, thậm tệ. Có lẽ cũng chưa có một nhân vật chính trị đương đại nào tạo ra nhiều cảm xúc trái chiều đến thế và cũng chưa có một nhân vật nào lại có thể tạo ra nhiều bi kịch giữa tình bạn và gia đình đến như vậy. Với tôi, có Trump thế giới thật đỡ buồn, nhà văn Nguyễn Viện đã nêu ra ý kiến của mình như thế. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao vào hôm 10 tháng 11 vẫn không chấp nhận kết quả bầu cử vừa qua. Ông nói rằng sẽ có chuyển tiếp suôn sẻ sang nhiệm kỳ thứ nhì của ông Tổng thống Mỹ Trump. Và tuần trước, tôi bị một người anh thân tình sống cùng thành phố nói lời chia tay và xóa bạn với tôi trên trang Facebook. Lý do anh đã nhiều lần nhắc, thôi em đừng viết gì về ông Tổng thống của anh nữa, rồi vẫn không làm theo. Ông Võ Ngọc Ánh từ thành phố Tacoma, bang Washington, Hoa Kỳ kể tiếp. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị người khác ngừng nói chuyện, hủy kết bạn sau khi tôi viết về Donald Trump. Dù trước đó chúng tôi khá thân với nhau ngoài đời, hợp nhau về nhiều chủ đề từ chính trị, lịch sử, xã hội và văn hóa đến niềm tin. Trên mạng xã hội Facebook, tôi có bạn ở khắp vùng miền, quốc gia, khác tôn giáo, không cùng cách đấu tranh, chẳng chung sở thích. Trước đây vẫn trao đổi với nhau về nhiều vấn đề để học hỏi lẫn nhau. Nhưng khi biết tôi suy nghĩ về Trump khác họ, đã có không ít người ngừng tương tác, hủy kết bạn. Ông Võ Ngọc Ánh đã nói thêm như thế. Kẻ phản bội hay là bọn cộng sản là những phản ứng của những người gốc Việt trước những thông tin về nhóm người Mỹ gốc Việt ủng hộ Biden được lan truyền trên mạng vào tháng trước. Nhiều người Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử cho rằng ông Biden, ứng cử viên tranh cử Tổng thống, đại diện cho Đảng Dân Chủ, tôn thờ Trung Quốc và phản đối việc tiếp nhận người tị nạn Tây Mỹ sau chiến tranh Việt Nam. Và trang web của nhóm người Việt cấp tiến nói rằng nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Biden ủng hộ Trung Quốc và nếu ông làm Tổng thống, Trung Quốc sẽ thống trị Việt Nam. Và cho rằng quan hệ giữa Biden với Trung Quốc khá phức tạp, nhưng các chuyên gia tin rằng chính phủ Biden sẽ có chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Trang mạng Việt FactCheck phản bác thông tin mà nhiều Mỹ gốc Việt cho rằng cựu Phó Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ chống việc định cư của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ bằng việc đưa ra bằng chứng ông Biden lúc đó là thượng nghị sĩ đã bày tỏ lo ngại về việc đưa thêm viện trợ quân sự vào thời điểm cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam nhưng chào đón những người tị nạn vào Mỹ. Đây là hình ảnh thuyền nhân Việt Nam vượt biển trốn khỏi chế độ Cộng sản vào năm 1975. Càng gần đến những ngày bầu cử, cảm xúc của họ càng tăng cao và khả năng cư xử văn minh với nhau, lắng nghe nhau không còn nữa. Mỹ Linh, dân biểu tiểu bang Washington, đại diện cho Đảng Dân Chủ đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ khi nhận định về sự xung khắc trong cộng đồng người Việt trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Dân biểu gốc Việt từng là một di dân tị nạn chiến tranh Việt Nam khi tới Mỹ lúc 15 tuổi cho rằng sự chia rẽ trong cộng đồng gốc Việt lớn hơn nhiều lần trong cuộc đua của các ứng cử viên Trump và Biden so với những cuộc bầu cử trước đây. Sự chia rẽ này gợi lên những vết thương lòng từ cuộc chiến tranh Việt Nam khi quân đội Bắc Việt của Đảng Cộng sản tràn xuống giải phóng miền Nam khiến hàng triệu người Việt Nam phải bỏ ra đi. Đối với một số người, nó gợi nhớ lại những cuộc vượt biển đầy gian khó và nguy hiểm để rời khỏi Việt Nam khi đất nước hoàn toàn thuộc quyền của chế độ Cộng sản. Nhiều người Việt Nam tị nạn tin rằng Đảng Cộng Hòa có chủ trương chống Cộng sản và họ cũng cảm thấy được Đảng Cộng Hòa chào đón nhiều hơn khi tới Mỹ. Và những người Việt Nam tị nạn hải ngoại hay vượt biên ra nước ngoài tới Mỹ thì cũng là một phần phải nhớ đến chính phủ Mỹ đã nhận người tị nạn của mình vào. Tina Phạm, một người được cha đẻ bảo lãnh đến Mỹ vào năm 1993 và hiện là Phó Chủ tịch Cộng đồng người Việt ở Jacksonville, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nếu chính phủ Mỹ không nhận ba của tôi là người tị nạn thì làm sao mình có thể được cơ hội
nên mình lúc nào cũng phải nhớ ơn. Nhưng khi đến nước Mỹ rồi, mình đã phải tìm hiểu được lịch sử nước Mỹ và thành phần nào của chính phủ Mỹ giúp cho người tị nạn Việt Nam và thành phần nào không giúp cho người tị nạn Việt Nam. Và một trong những đăng tải trên trang Facebook trong nhóm người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Donald Trump cho rằng với việc ông Trump tái đắc cử, từ đây chế độ Cộng sản rừng rú, man dợ sẽ bị xóa sổ trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh nhóm người Việt tại Little Saigon ủng hộ ông Donald Trump thắng cử. Trong các phát biểu cũng như những quảng cáo trên truyền hình hay trên đường phố của chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump cũng đưa ra quan điểm rõ ràng về việc loại bỏ chủ nghĩa xã hội ra khỏi nước Mỹ, một quan điểm mà nhiều người tị nạn Việt Nam ủng hộ vì họ cho rằng nó gắn với chủ nghĩa Cộng sản mà họ đã phải rời bỏ để tìm đến tự do và dân chủ sau chiến tranh Việt Nam. Đó cũng là một lý do vì sao nhiều người Mỹ gốc Việt, đặc biệt thuộc thế hệ của người tị nạn đến Mỹ sau chiến tranh, ủng hộ ông Trump. Một cuộc thăm dò của AAPI đưa ra hồi tháng 9 cho thấy người Mỹ gốc Việt là nhóm duy nhất trong cộng đồng gốc châu Á ở Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump nhiều hơn so với Biden. Theo dân biểu gốc Việt Mỹ Linh, sự xung đột đang làm chia rẽ một số gia đình trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một thế giới thu nhỏ của một bức tranh rộng lớn hơn của nước Mỹ. Giữa bối cảnh này, một số người gốc Việt trong những ngày qua đã lên tiếng trên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng của mình bỏ qua những khác biệt về quan điểm chính trị để đoàn kết trở lại. Ca sĩ Như Loan là một trong hàng chục triệu người đã bỏ phiếu sớm cho kỳ bầu cử tổng thống lần này. Cô cho biết rằng cô đã bỏ phiếu vì sự công bằng, nhân đạo cho phụ nữ quyền được lựa chọn và cho hy vọng. Tôi bỏ phiếu cho những điều mà tôi tin tưởng và tôi hy vọng rằng thậm chí nếu bạn không cùng quan điểm với tôi thì vẫn tôn trọng nó. Tôi cũng sẽ làm như vậy với bạn. Dù quan điểm của bạn là gì, hãy để tiếng nói của bạn được lắng nghe. Bà Tina đã nói tiếp, bởi cuối cùng thì các mối quan hệ giữa gia đình và bạn bè vẫn quan trọng hơn mối quan hệ với những người chính trị gia mà họ không biết mình là ai. Dân biểu Mỹ Linh nói tiếp, hy vọng rằng sau cuộc bầu cử này, khi những cảm xúc không còn dâng cao, thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể ngồi lại với nhau và có những cuộc hội thoại sâu sắc và đầy tình thương yêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2020 với bản tin Biden đắc cử Tổng thống, kẻ vui mừng, người thất vọng. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.